ơi, cá con của con vẽ này, cô sửa giúp con với. Ôi, sao cô thấy hơi giống con cá trê nha? Con lưu ý ở phần đuôi nhá. Vị trí này nên nhỏ hơn thì sẽ đẹp. Vây cá cũng không cong như thế này. Ôi, để cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, xác định hướng thân cá. Kẻ thêm đường ngang như thế này để xác định phần đầu nhá. Rồi chúng ta sẽ vẽ những đường nét cong như thế này. Đuôi cá thì xòe ra, trông giống như hai chiếc lá. Cô vẽ thêm vây và râu của cá. Dựng hình xong, cô tẩy qua rồi viền hình bằng bút sáp màu. Phần viền này cố gắng làm thật là cẩn thận nhé. Cá koi này cô sẽ tô màu trắng trước. Tiếp đó là đến màu đỏ. Tiếp đó là đến màu cam này. Cuối cùng là màu vàng thưa nhé. Tô các nét ngắn thôi. Tô điểm thêm màu đen nữa là đẹp. Để đuôi cá của mình đẹp hơn, cô đẩy thêm xanh da trời sáng. Rồi sử dụng trắng tô đè vào xanh da trời. Ý thêm các nét tô theo hướng nữa nhé. Để cập nhật những bài viết mới nhất của cô, các bậc phụ huynh và các bạn đừng quên nhấn follow fanpage nè. À, để bài đẹp hơn nữa thì chúng ta nên tô thêm nền, trang trí thêm không gian xung quanh là đẹp. Clip đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem.